Three Brother Team and Families. Chào mừng em đã đến mảnh đất hình chữ S. Miss Vietnam. Trong tâm mơ muốn em đều bao đêm trôi qua như mau tình một anh mong mơ.
người ta thì có tất cả mọi thứ, còn tôi ở trong cái căn nhà rách nát, đi một chiếc xe cũ kỹ như vậy. Vậy ai đã nói á, sẽ cùng nhau xây đắp hạnh phúc, cùng nhau cố gắng thôi em. Tôi đã từng ở vị trí của anh, và tôi cũng đã từng vô lễ. Vậy nên tôi có thể cho anh một lời khuyên được không? Quên mọi thứ anh nghĩ là mình biết đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
môi hồng cho anh mượn đất anh trong vùng quay nắng che tay bước ra đồng mồ hôi còn ướt má hồng chưa phai bằng chân năm ngón xinh ngoan xin em đi trong nắng.